Sáng nay, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt bản đồ số hỗ trợ phòng chống COVID-19 để cung cấp cho người dân các thông tin liên quan đến diễn biến dịch bệnh xung quanh nơi mình đang sống một cách dễ dàng, nhanh chóng. Theo đó, người dân có thể truy cập vào cổng thông tin 1022 Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://1022.tphcm.gov.vn hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ https://bản đồ.tphcm.gov.vn/covid-19. Thông qua điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch bệnh như khu vực cách ly, điểm phong tỏa, ca dương tính, điểm dịch tễ, xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu các thông tin địa điểm khẩu trang, cơ sở y tế, các địa điểm nhu yếu phẩm. Hệ thống cũng cung cấp các công cụ bản đồ phân tích mật độ, thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát, phòng chống dịch. Hiện tất cả dữ liệu của bản đồ được cung cấp bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC và được cập nhật ngay sau khi có thông báo chính thức của HCDC. Thưa quý vị, 3-0 là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. 5-thật là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật. Phải coi vaccine là yếu tố có tính chất quyết định chiến lược lâu dài trong phòng chống dịch. Phải sản xuất được vaccine trong nước để thực hiện chiến lược vaccine. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 tại Việt Nam diễn ra sáng nay. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai trụ cột của chiến lược vaccine là tiếp cận được nhiều vaccine và tiến hành tiêm an toàn, hiệu quả cho người dân. Và khẳng định quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng trong tháo gỡ khó khăn là 3-0 và 5-thật. 3-0 là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. 5-thật là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật. Nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật. Thứ nhất là chúng ta phải thống nhất về nhận thức. Vaccine là có tính chất quyết định chiến lược lâu dài trong phòng chống dịch nói chung và trong chống cái dịch COVID này nói riêng. Người ta vừa phải tính cái trước mắt, nhưng mà chúng ta phải tính cái lâu dài, tính cái ổn định, tính cái chiến lược. Và muốn chủ động được thì phải sản xuất được thôi, chúng ta phải có trong tay. Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, trong nghiên cứu, thí điểm có thể có rủi ro, nhưng nếu những người thực hiện không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, thì Đảng, Nhà nước phải bảo vệ, phải thực hiện bằng được chương trình quốc gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine. Phải quyết tâm tháo gỡ bằng được các vướng mắc về mặt pháp lý. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, kinh phí bằng nhiều nguồn khác nhau. Phải hợp tác công tư. Nhưng mà trên nguyên tắc là cái gì? Là hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa cái lợi ích của nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân. Đấy là nguyên tắc. Thế còn từng chương trình, từng dự án, từng kế hoạch thì nó cụ thể như thế nào thì chúng ta phải ngồi nhau lại, chúng ta bàn. Ba nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp. Và với cái mục tiêu tức là sức khỏe và sinh mệnh của người dân, của cộng đồng. Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu rút ngắn thời gian thử nghiệm và đánh giá vaccine, vừa thận trọng, bảo đảm an toàn, vừa phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu rút gọn quy trình cấp phép vaccine, bảo đảm an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Chiều nay mùng 7 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện địa phương đang bắt đầu thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nơi cư trú. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với những F1 dưới 15 tuổi sẽ cách ly tại khu cách ly tập trung 7 ngày, được xét nghiệm 3 lần sau đó sẽ chuyển về cách ly tại nơi cư trú, có giám sát chặt chẽ. Hiện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh vẫn là hai điểm nóng về ổ dịch, đặc biệt khi phát hiện nhiều ca dương tính tại công ty AAC, khu công nghiệp Quế Võ. Do đó, Bắc Ninh quy định doanh nghiệp nào có dưới 500 công nhân sẽ thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ công nhân 3 ngày một lần để tăng cường sàng lọc phát hiện. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thực hiện giảm 1/2 số công nhân lao động trước khi vào ca sản xuất sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc 72 giờ và tiếp tục xét nghiệm trong 7 ngày đến khi luân chuyển. Đối với phương án chia người dân huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh thành 3 nhóm,
có ca mắc trong vòng 7 ngày, 8 đến 14 ngày, trên 14 ngày và triển khai xét nghiệm, dự kiến đến ngày 12 tháng 6 sẽ hoàn thành xét nghiệm tại ổ dịch Thuận Thành và 14 tháng 6 sẽ triển khai xong tại thành phố Bắc Ninh. Tại tỉnh Bắc Giang, báo cáo trực tuyến tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết, đến nay tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang cơ bản được khống chế, khoanh vùng được các nguồn lây, tập trung phòng chống dịch cơ bản ở các khu cách ly tập trung. Riêng ngày 7 tháng 6, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 118 ca mắc COVID-19. Tại huyện Lục Nam, Yên Thế, với 16 đến 17 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, Bắc Giang vừa điều chỉnh cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các địa phương này, chuyển sang trạng thái giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, dỡ một số chốt phong tỏa, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho bà con. Sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản khống chế được các ổ dịch. 15 ngày thực hiện chỉ thị 15 và 16 sẽ được thành phố tận dụng tối đa để đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đây là nhận định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch vào sáng nay ngày 7 tháng 6. Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thống kê của HCDC cho thấy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu chững lại, số ca mắc trong cộng đồng đang giảm dần. Dù vậy, thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là địa phương có số ca mắc đứng thứ tư cả nước. Những ngày tới, số ca mắc có thể sẽ tăng hơn 40 ca một ngày. Tuy nhiên, phần lớn sẽ là trong khu vực cách ly hoặc khu vực đã bị phong tỏa. Như vậy, tính đến trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 386 ca bệnh. Liên quan đến ổ dịch tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, hiện đã có 40 trên 55 thành viên dương tính với SARS-CoV-2. Việc điều tra dịch tễ, truy vết gặp nhiều khó khăn. Lây lan rất là nhanh, là 40 trên 55 thành viên đã bị nhiễm. Công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch gặp nhiều khó khăn, kéo dài do một số lượng thành viên trong hội giáo nhiều nhưng mà khó tiếp xúc, cũng như khai báo chưa đầy đủ và khai báo rất là mập mờ, cũng như là khai báo rất là chậm. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội là quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố phải chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để đảm bảo sự an toàn của người dân. Theo người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt dịch thứ tư này, thành phố có 3 chuỗi lây nhiễm, trong đó chùm ca bệnh liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng là nghiêm trọng nhất. Dịch bệnh lây truyền âm thầm trong thời gian dài và lây qua nhiều chu kỳ. Trong đó, chuỗi ca nhiễm liên quan đến quán cà phê Trung Nguyên đã lây qua 5 chu kỳ. Thời gian cao điểm, dịch ghi nhận là 70 ca bệnh một ngày. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, sau 7 ngày áp dụng giãn cách xã hội, số ca bệnh phát hiện hàng ngày đang có dấu hiệu giảm dần. Hiện tại, còn khoảng 20 đến 25 ca trong cộng đồng, còn lại là các ca phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa. Thời gian tới, ông Phong yêu cầu ngành y tế huy động tổng lực lượng để hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Điên cái khu công nghiệp, khu chế xuất là 280.000 cộng 3.000 chuyên gia. Khu liên khu công nghệ cao là 45.000. Nhưng là lao động với thực tế hiện nay mà chúng ta lấy 50.000 rồi thì mà trong tuần này không có cách nào làm tập. Nên xin đề nghị là các vị Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, nhất là 145 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo do phường, xã quản lý. Đến nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 20 cơ sở y tế phát hiện ca bệnh. Thời gian giãn cách còn lại sẽ là thời điểm vàng để thành phố dồn tổng lực quyết tâm dập dịch. Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19 do người dân đi qua các con hẻm để ra vào khu vực quận Gò Vấp, mới đây Ủy ban Nhân dân quận đã cho lập thêm 10 chốt để kiểm soát các con hẻm nhỏ. Đây là các con hẻm giáp ranh giữa Gò Vấp và các quận huyện khác. Con đường này nằm song song với đường Phạm Văn Đồng. Chỉ chưa đầy 5 phút, đã có hàng chục phương tiện ra vô tại đây để đi ra các hẻm thông với đường Phạm Văn Đồng. Do lực lượng mỏng, địa bàn lại nhiều hẻm thông qua nhiều quận khác, nên cũng rất khó khăn cho các lực lượng chức năng kiểm soát các hẻm phụ. Cái đó là cũng sợ đó. Tự vì nếu mà người ta thoát ra những cái hẻm nhỏ đó, tự vì cái quận Gò Vấp này nó hẻm nhỏ, nó nhiều lối thoát lắm. Mình ngăn chặn mà. Chứ bây giờ ngăn chặn đường lớn vô đường nhỏ thì cũng như không. Vậy chặn đường lớn làm gì?
Trước thực trạng trên, quận Gò Vấp đã phối hợp với lực lượng chức năng 3 quận là Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh lập thêm 26 chốt kiểm soát ở các hẻm thông giữa các quận để kiểm soát người dân qua lại tại các con hẻm. Từ lúc thành lập 14 cái chốt này ở phường 15 và 3 chốt ở phường 2 cũng giáp ranh với phường 3 quận Gò Vấp thì là cái tình trạng này nó giảm nhiều và họ hiểu, chia sẻ và đồng cảm với lại các lực lượng vất vả trực 24/24 nên là họ chấp hành cũng tương đối tốt. Việc lập thêm chốt là để quản lý phần nào người dân ra vô khu vực Gò Vấp mà không qua kiểm soát. Tuy nhiên, để phòng chống dịch tốt hơn, tránh lây lan trong cộng đồng thì ý thức của người dân mới là điều quan trọng. Sau khi xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng vào ngày 4 tháng 6, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới. Trong đó, việc một trường hợp F2 trở thành F0 ở ngoài khu phong tỏa đang khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn hơn. Để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hà Tĩnh phải tăng cường lực lượng, phong tỏa thêm nhiều địa điểm nhằm sớm khoanh vùng dập dịch. Ngay trong sáng nay, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hạ cùng 3 thôn với 720 hộ tại xã Thạch Trung đã bị phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân là nhân viên quỹ tín dụng xã Thạch Hạ dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân này là F2 nhưng không thực hiện cách ly y tế tại nhà. Bệnh nhân vẫn đi làm và di chuyển nhiều nơi nên việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi có cả bệnh mới thì công an thành phố đã chủ động xây dựng phương án lên sơ đồ và ra soát tất cả các điểm vào khu vực có bệnh nhân, đồng thời tổ chức là bố trí lực lượng để tại các chốt và các chốt này thì thực hiện 24/24. Thạch Hà đã có cái tập trung là thông tin cho đến tất cả, rộng cho đến tất cả các cái người liên quan đến cái bệnh nhân này tại trung tâm hành chính, tất cả các điểm giao dịch mà liên quan. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các hộ dân phải có cái xét nghiệm ban đầu. Hôm nay thực hiện tại trạm xá y tế xã. Đồng thời với đó là chúng tôi tiếp tục có cái bổ sung thêm cái khu cách ly của xã. Đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 9 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà. Đã có 6 thôn, tổ dân phố cùng một trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị phong tỏa. Ngành chức năng đã lập 27 chốt kiểm dịch với khoảng 100 cán bộ túc trực 24/24 giờ. Đến chiều nay, ngành y tế đã truy vết được 70 trường hợp F1 của 2 bệnh nhân ghi nhận sáng nay. Vì cả cái vị trí và cả địa điểm thì đã được xác định và công tác điều tra truy vết làm rất khẩn trương và nhanh nhất, huy động toàn bộ lực lượng của ngành y tế từ tỉnh, thành phố đến cơ sở đều vào cuộc và chúng tôi cung cấp cả cái số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh hoặc là thông tin về những cái trường hợp mà người ta nắm biết được rằng là đấy là những cái trường hợp mà có tiếp xúc với cả cái ca bệnh hoặc là cả cái địa điểm đó. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh đã nhanh chóng thiết lập, đưa vào sử dụng 10 khu cách ly tập trung, đồng thời yêu cầu các phường, xã, mỗi đơn vị chuẩn bị một khu cách ly, sẵn sàng sử dụng khi dịch phức tạp hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt ở Hà Tĩnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm dừng các hoạt động không thiết yếu tại 5 địa phương giáp danh với tỉnh Hà Tĩnh kể từ 12 giờ đêm nay, tức là từ 0 giờ ngày 8 tháng 6. Theo đó, tất cả công dân từ Hà Tĩnh về Nghệ An và ngược lại phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng du lịch từ Nghệ An qua Hà Tĩnh và ngược lại. Xe vận tải hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các quy định vệ sinh phòng dịch. Tại các địa phương, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, tạm dừng các hoạt động dịch vụ kinh doanh không thiết yếu gồm nhà hàng ăn uống, cà phê, cắt tóc, gội đầu, các cơ sở thẩm mỹ, lập chốt để kiểm soát tình hình, giám sát chặt chẽ hành khách đi về qua cảng hàng không Vinh. Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động trong việc sàng lọc bệnh nhân để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách được áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 7 tháng 6, Việt Nam có 100 ca mắc mới, trong đó có 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 75 ca ghi nhận trong nước. Tại Bắc Giang 30 ca, Bắc Ninh 23, Thành phố Hồ Chí Minh 20, Bình Dương 1, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 1. Trong đó 72 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Như vậy, trong ngày 7 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 211 ca, cao nhất là Bắc Giang với 122 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 46 ca, Bắc Ninh 29 ca. Trong đó 200 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã được phong tỏa. Dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nông sản, đặc biệt là thương mại nông sản khu vực các tỉnh biên giới. Trước tình hình trên, hôm nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đưa ra đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thống nhất hình thức cấp sử dụng sổ thông hành hay còn gọi là hộ chiếu vaccine cho lái xe, đảm bảo tối ưu trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai bên, an toàn, thuận lợi hàng hóa thông quan. Và đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong cuộc họp bàn về giải pháp tiêu thụ nông sản trong chiều hôm nay của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Một số địa phương biên giới phía Bắc có sáng kiến thành lập mô hình đội lái xe chuyên trách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vận chuyển, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Song theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc quản lý sinh hoạt tập trung đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu hiện nay có những khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng, việc tiêm vaccine và thống nhất hình thức cấp sử dụng sổ thông hành, hộ chiếu vaccine cho đội lái xe trong thời điểm dịch như hiện nay là hết sức cần thiết đối với hoạt động tiêu thụ nông sản. Về ngắn hạn, nhất là trong đợt dịch này, các bộ ban ngành có thể có những cơ chế đặc thù ngắn hạn cho hoạt động này. Khi mà lái xe trên biên giới, thì cửa khẩu Lạng Sơn dừng lại đó, đổi tài xế, có một đội tài xế nuôi đó, ăn nghỉ tại đó, và di chuyển qua bên phía Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay chúng ta có vaccine chích ngừa rồi, thì anh em ở Lạng Sơn và các cái vừa anh em ở Quảng Ninh, Móng Cái cũng là đề nghị. Và là cái đề nghị là thôi, đề nghị phía bạn là chúng ta dùng cái hộ chiếu của loại vaccine, coi như là ai đã chích ngừa thì cho lưu chuyển qua lại, giảm cái chi phí anh em phải nằm ở đó, và chi phí tốt kém cho doanh nghiệp rất là nhiều, để ăn nghỉ tại đó rồi với suốt ở đó rất là tốn chi phí ngay biên giới. Liên quan đến vấn đề này, phía đại diện Ủy ban Biên giới Bộ Ngoại giao cho rằng cần hết sức chú ý đến các cam kết ngoại giao giữa hai bên, địa phương biên giới của Việt Nam và nước bạn. Việc là ta sẽ cấp cái giấy thông hành biên giới. Thì có cá nhân trên toàn tuyến biên giới thì ta có cái ba cái văn kiện pháp lý để điều chỉnh. Một là cái nghị định thư phân giới cắm mốc để chỉ rõ cái đường biên giới ở đâu. Hai là cái cửa khẩu. Và ba là cái nghị định thư quản lý biên giới. Ta điều chỉnh toàn bộ các cái hoạt động trên biên giới này. Theo cái điều 22 của nghị định thì chỉ được cấp cho cư dân biên giới. Do vậy cấp cái giấy thông hành biên giới thì đây là một cái vấn đề song phương phải được cái sự đồng thuận của hai quốc gia. Nhiều đại biểu cũng cho rằng bên cạnh hỗ trợ lưu thông, giảm, giãn thuế, phí cầu đường, cảng biển đối với các mặt hàng nông sản thì các bộ ngành như Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Hải quan cần có thông tin kết nối chặt chẽ, rõ ràng về yêu cầu kỹ thuật của các loại hàng hóa nông sản tại các khu vực cửa khẩu khác nhau để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng loại mặt hàng.